chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì những chủ đề về tình yêu, gia đình và hôn nhân luôn là những chủ đề được mọi người rất mực quan tâm. Bởi vì trên thực tế có nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa và làm chạm đến trái tim hàng triệu người, và có cả những câu chuyện dở khóc dở cười. Và ngay hôm nay chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa có trong chuyên mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mối tình giữa bà lão 60 và chàng trai kém 25 tuổi. Thưa quý vị, lâu nay người dân ở xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh truyền tai nhau về câu chuyện tình kỳ lạ và độc đáo của cặp vợ già chồng trẻ. Bởi lẽ chẳng ai không ngạc nhiên khi chàng thanh niên hiền lành tử tế, chăm chỉ lại bỏ nhà đến sống chung với một bà già hơn mình 25 tuổi. Nhiều người dân tộc Dao nơi đây hoài nghi chàng trai bị bỏ bùa yêu nên trở thành mê muội, quên lối về. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, phóng viên đã tìm về thôn Khe Lèn nơi cặp vợ chồng kỳ lạ này đang sinh sống. Câu chuyện cậu thanh niên trẻ khỏe đẹp trai đi yêu bà già tuổi xế chiều, chúng tôi được nghe trong chuyến công tác ở huyện miền núi Sơn Động ở tỉnh Bắc Giang. Người dân nơi đây chẳng xa lạ gì với cặp vợ chồng này, bởi sau ngày mùa vụ, họ thường kéo nhau sang xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ ở tỉnh Quảng Ninh để chặt keo thuê. Thậm chí, họ ở lại cả tháng trời nên chuyện này ở địa phương ai cũng rõ. Khi chúng tôi ngỏ ý nhờ dẫn đường đến thôn Khe Lèn ở xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ để tìm hiểu thực hư câu chuyện thì ai cũng chối đầy đẩy. Họ bảo sợ đưa sang nhà bà ấy lại bỏ bùa yêu thì cả đời không có đường về nhà. Khi chúng tôi vẫn một mực muốn đến tận nơi của đôi vợ chồng này thì được một trai bản nhận lời đưa sang bên xã Đông Lâm. Lúc này anh ta cũng đang ngà ngà men rượu nên mới sẵn sàng đi cùng. Trước lúc đi, người chủ nhà cho chúng tôi ngủ nhờ hôm trước dặn dò rất kỹ lưỡng, nhớ mang theo quả ớt, củ tỏi bỏ vào túi áo để đề phòng người ta bỏ bùa. Họ lý giải khi nhìn thấy hai thứ này, người có bùa rất sợ và sẽ không dám bỏ bùa cho mình nữa. Từ cuối huyện Sơn Động ở tỉnh Bắc Giang, vượt qua chặng đường đèo núi dài hơn 30 km, chúng tôi đã đặt chân tới tỉnh Quảng Ninh. Con đèo Họa Mi chót vót uốn lượn quanh một quả núi, nhìn sang núi bên kia, mây trắng lượn lờ. Chàng thanh niên trong bạn khá quen thuộc đường đất ở đây nên dù liên tục gặp đoạn cung ngoặt, gấp khúc nhưng vẫn chạy xe an toàn. Anh ta bảo ở đây nhiều dốc đứng, chỉ cần sảnh tay lái là có thể bị lao xuống vực sâu. Con đường đất dẫn vào thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ ở tỉnh Quảng Ninh mới trải qua trận mưa nên đường trơn trượt khó đi. Ngồi nghỉ trong quán nước bên vệ đường, khi nghe chúng tôi nhắc tới câu chuyện vợ già chồng trẻ, tất thảy mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Bà chủ quán tên Sùng nói thêm, muốn vào nhà hai vợ chồng ấy các anh cứ đi thẳng vài trăm mét, chỗ có ngôi nhà nằm chơ vơ bên sườn núi, vào thì cẩn thận kẻo quên đường về. Khi gần đến nơi, cậu trai bản dẫn đường không dám theo chúng tôi vào nhà mà ngồi ở ngoài đường chờ. Có lẽ trong đầu anh ta bị ám ảnh thứ bùa yêu có thể bị dính bùa bất cứ lúc nào từ lời đồn thổi của người dân. Rất may khi chúng tôi đến thì cả hai vợ chồng đều có nhà. Cặp tình nhân độc đáo vợ già chồng trẻ này tên thật là bà là Bàn Thị Năm, sinh năm 1955, còn người chồng là Triệu Đức Long, sinh năm 1980. Hai người sống trong căn nhà nhỏ, lợp mái tôn ở ngay bên đường, ven con suối nước chảy róc rách. Thấy chúng tôi đến, bà Năm niềm nở, mời khách vào nhà uống nước, nghe hỏi chuyện bà tâm sự. Trước đây, tôi cũng có một người chồng tên là Triệu Đức Hình. Người ở đây, ông Hình bị viêm phổi ốm nằm liệt giường cả năm trời, thuốc thang cũng vô phương cứu chữa. Thời gian ấy, đứa con trai tôi thỉnh thoảng hay dẫn bạn về chơi. Cậu thanh niên Triệu Đức Long, giờ là chồng của bà Năm, vẫn thường hay qua lại nhà và chăm sóc cho ông nhà tôi lúc bạo bệnh. Bà Năm kể thêm, chồng tôi khi ấy thương người vợ của mình chăm sóc chu đáo tận tình lúc đau ốm, nên trước khi mất, ông Hình đã dặn dò khi nào ông qua đời thì tôi tìm một người chồng tốt về ở cùng, để còn giúp đỡ lúc về già. Chẳng hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, chưa đầy một năm sau ông Hình mất, lúc đó vào năm 2001, đã có người về nhà giúp đỡ tôi, đó là Triệu Đức Long, sinh năm 1980 ở thôn Cài, xã Đông Lâm, người cùng xã với gia đình. Lúc đó Long mới có 21 tuổi, lúc đó cậu ta rất nhếch nhác, trên người chỉ có bộ quần áo rách và luôn đeo theo con dao chặt mà người đi rừng hay mang theo. Qua lại được một thời gian, cậu ấy bảo muốn ở lại đây chăm sóc và phụ giúp công việc cùng tôi. Biết cậu ấy hiểu và chia sẻ với tôi, vả lại tôi lại ở một mình, một nhà bên sườn núi nên chẳng có gì mà phải từ chối. Khi nghe tin người dân bàn tán xôn xao về con trai mình sống với người đàn bà hơn 40 tuổi, ông Triệu Tiến Hậu, bố của Long đã nhiều lần đến khuyên ngăn bắt về nhà.
Bản thân bà Năm còn già hơn bố mẹ Long cả chục tuổi, thế nên cả gia đình không ai đồng ý. Thế nhưng về nhà chưa được một ngày, Long lại bỏ sang nhà bà Năm ở. Có hôm vừa bị bố mẹ, anh em bắt về nhà, tôi đến mặc dù trời mưa sấm chớp, nhưng Long vẫn vượt rừng để ra ở với bà Năm. Nghĩ về người chồng trẻ Triệu Đức Long, bà Năm thở dài cho biết gia đình Long có 4 anh em trai, nhà nghèo nên chưa ai lấy vợ, đói ăn triền miên nên lúc nào cũng phải đông từng cân gạo. Ngôi nhà gia đình Long đang ở cũng được nhà nước hỗ trợ cho để xây. Nhiều khi nghĩ khổ tâm lắm, nhưng gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì, không giúp đỡ đằng nội được nhiều. Tiếp xúc với phóng viên, Triệu Đức Long chững chạc và già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Qua cuộc trò chuyện cho thấy Long khá hiền lành, hơi trầm tính. Khi được hỏi Long là có hay về nhà bố mẹ đẻ không, anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi chỉ nhoẻn miệng cười trừ. Để tránh ánh mắt để ý của mọi người, Long cúi xuống lấy điếu cày hút sâu một hơi thuốc lào. Một lâu sau khi khuôn mặt đã giãn ra, Long nói, thi thoảng cũng về thăm nhà, nhưng về được một lúc thôi xong lại đi luôn. Gia đình nghèo khó nhưng ai cũng lớn rồi tự làm ăn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Biết vợ tôi nhiều tuổi, già rồi nhưng tôi vẫn yêu, chẳng muốn đi đâu xa cả. Giờ đây cuộc sống của vợ già chồng trẻ khá tươm tất, kinh tế gia đình chủ yếu thu nhập vào ngô, sắn và trồng keo. Thi thoảng Long lại đèo bà Năm đi chợ mua bánh kẹo, đường, sữa, trứng gà, thịt về bán lẻ cho người dân ở trong bản. Ngày mùa, hai người lên nương gặt hái, lúc rảnh thì cùng vào rừng, nhặt củi khô về đun nấu. Bà Bàn Thị Năm nói, thấy Long hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tôi lại có sẵn đất ruộng nương nên chúng tôi bảo nhau làm ăn. Vì công sức lao động cả hai cùng làm nên khi thu hoạch mùa hoặc tiền từ trồng cây keo chúng tôi đều chia phần cho nhau. Ngày trước Long nhìn đó khổ lắm, người gầy ốm, giờ thì có áo mặc cơm no, có xe máy để đi lại nên cuộc sống cũng bớt vất vả. Nhiều lúc tôi bảo Long về nhà bố mẹ đẻ, nhưng Long nói ở đây cuộc sống cũng tốt, quen rồi nên chẳng muốn về. Trao đổi với phóng viên, ông Bàn Văn Đường, trưởng thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm cho biết, Triệu Đức Long chuyển đến ở với bà Bàn Thị Năm khi anh này chưa lập gia đình, còn bà Năm thì ở một mình. Ban đầu thấy lạ và người dân hay bàn tán nên chính quyền địa phương cũng đến giải thích tư tưởng cho Long nên nghĩ đến tương lai, khuyên anh nên về nhà làm kinh tế, lấy vợ sinh con để sau này đỡ khổ. Thế nhưng anh ấy chẳng nghe, về phía nhà nước cũng không cho phép sinh sống với nhau như thế đâu. Nhưng về góc độ tình cảm, hai người đến với nhau tự nguyện nên chúng tôi cũng không can thiệp sâu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đám cưới hot nhất ngày, cô dâu 42 tuổi nặng 85kg, chú rể 22 tuổi nặng 45kg. Thưa quý vị, cách đây chưa lâu, những hình ảnh về một đám cưới được xem là độc nhất vô nhị diễn ra tại Nghệ An được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã khiến mọi người vô cùng thích thú. Thoạt nhìn qua, nhiều người sẽ không nhận thấy điểm đặc biệt của đám cưới này bởi cách tổ chức, phong bạc, bàn ghế cũng giống như rất nhiều đám cưới ở quê. Nhưng đọc thêm dòng mô tả đi kèm ảnh thì bạn mới ố a về điều thú vị đến từ chính cặp cô dâu chú rể trong ảnh này. Theo người đăng ảnh và cũng chính là MC đại dẫn cho đám cưới này thì đây là một đám cưới ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Cô dâu trong ảnh sinh năm 1974, nặng 85kg, còn chú rể sinh năm 1994, nặng 45kg. Chính sự chênh lệch thú vị này đã khiến cho cặp đôi nhận được khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng. MC tiết lộ thêm, trong đám cưới, mẹ của cô dâu đã lên hát tặng bài "Anh muốn em sống sao, mừng ngày vui của con mình". Sau khi được chia sẻ rộng rãi, bức ảnh của cặp đôi này đã thực sự gây chú ý và thu hút rất nhiều bình luận. Bên cạnh những comment thể hiện sự thích thú, đồng thời chúc phúc và cả ngưỡng mộ trước cặp đôi, vẫn có một số ý kiến trêu chọc sự chênh lệch về ngoại hình và tuổi tác của hai người. Trước những lời nhận xét không mấy tích cực đó, bạn Phương Thảo bình luận, tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả, béo thì sao, gầy thì sao, họ đến với nhau bằng tình yêu thực sự là được. Tôi cũng béo, lúc cưới tôi có bầu, tôi 80 cân, nhưng vợ chồng tôi vẫn yêu nhau đấy thôi. Xin các bạn đấy, béo không có tội, ngưng ngược đãi. Phía bạn Trần Hải Đăng thì chẳng có gì đáng so sánh, khi đó là tình yêu, để cho họ được hạnh phúc, đừng đứng ngoài chọc gậy mà cười. Chia sẻ với chúng tôi, MC của đám cưới cho biết anh không nghĩ là mọi người quan tâm đến những tấm hình này như vậy. Anh chia sẻ rằng trước đây còn từng làm MC cho hai người chú rể 80 tuổi, lấy vợ 88 tuổi. Hiện tại những tấm hình của cặp đôi độc nhất vô nhị này vẫn được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.